thành tam tòa tiên thánh, thì cũng đồng đồng mô sa mới mới để nhất thiên nhiên đi tặng phong chi chi sẽ về vân là các tôn quê phổ gia hiền, vân là các tôn quê nghĩa hưng thiên bạ đi họ nhà lê mẫu cả trần cốt cách thanh tân ni dung ni cốt cách thanh tân ni 15 tuổi để nghi hôn nhân nhi sướng tùy A Di Đà Phật nỗi xạ nhiệt pháp giới thượng quân chư Phật hài hội tất giao văn quy sư kết tường vân vân thành nghi phương ngân chư Phật hiện toàn thân làm mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát làm mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát làm mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát xoan thanh ra mộng đại nhị thánh thiên nhi tích xưa hiền thánh trên trời đông nhi chín đàn hải ngàn lưu nhiệt binh hương xa du từ mộng mộng vô hương hóa nơi đất thanh hương chín tâm kim hương lất chu bên thập phương làm bù hương cũng giảng Bồ Tát Ma Tát làm bù hương cũng giảng Bồ Tát Ma Tát làm bù hương cũng giảng Bồ Tát Ma Tát xe loan thanh giá thanh mẫu đệ tam ni cũng thành mời thanh mẫu đệ tam ni học hồ thần nữ điện thoại cũng thành nhiệt tại kim nô phóng quạch các nhân hôn tức tức nghiết ngã thâm phương tịch nhật ra du liên làn tiêu tài chết làm mô hương cũng sát Bồ Tát Ma Tát làm mô hương cũng sát Bồ Tát Ma Tát làm mô hương cũng sát Bồ Tát Ma Tát xoay xoay xa ra đức ông nghi có lãnh nghi truyền ra các quan thủ bộ cũng là chư dinh ô bình đã áp đặt cả la thành đã phạm nam nghi thành nghi ô đành đành nghi dẹp nghi bắc tung tung hoành nghi ngọi thank you.
truyền văn các quan đức ông về truyền văn các quan tạc người như võ lớn ban đảo đàn cả sai binh bộ binh tùy hữu xa quân tùy xa đi thầm thầm lệnh truyền thiên đôi vàng cơ sớm điệp kim ngân dâng lên sớ điệp kim ngân đức đức ông tâu đôi chúa phi danh danh thì cho đôi chữ chủ sinh chữ phu chữ quỳ khang linh thọ trường phi cho xung bách đôi đường tây tam đảo bìa linh
bàn cho tiền tốt đó nữa dày.
đồng đồng cho la la bè đây càng nhiều ba họ nguyễn dài nhất xa nhiều đồng đồng cho nhiều hơn lắm lãi năm xưa họ một con ở nhà cùng thờ 30 mùng 1 14 ngày rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 quạt gió màn mây
bóng cây tre ta, bóng mưa trắng trắng từ hình. Sai đôi cô nhi đi suối về rừng, hoa thơm trái ngọt nhì, ngát đi lừng ngờ dâng dâng lên ngày ba bốn mùa, hoa trái dâng dâng lên. Một màu xuân sắc sắc tốt tốt tươi rộn ràng lên trên tràn làm lắm quá nhiều hoa ý nghĩa. Soi trong cho làm biệt để soi về sơn trang, soi trong cho làm biệt soi về ba đàn đời. Lên lên múa năm hai hoa cùng vào là đất xòe ra là trời. Lên ngàn mùa đăng hai hoa cùng vào là đất đi xòe ra là trời. Chúa đi tới đâu hoa cỏ đó hoa chào, Chúa về bạch điệu sớm chiều ca vàng. Cánh y cưới mẹ bạc rừng vàng, đem cho chàng trọ dầu sáng đời đời, đem cho chàng trọ đời đời dầu sáng. Thank you.
chung nghi phận nghi hẳn xa sao. Mùa mà đất các nghi chúa bà chỉ cho nhân duyên trong trong nghi vợ căn gió. Chúc mừng ngày đời đầu làm nên.
Áo trắng hài cương mi
dấu nghi áo hoa trắng trắng hài cương. Chú đi ra áo hết đi bốn năm mà phương lại về. Coi coi xe chắc tiền là bằng mà rơi. Vì chú bà tay lầy miền lạy chú thường cảnh cảnh khó nghèo. Bán đi cho họ đẹp cho chí lộc lộc xa lộc gần đưa lại lộc lộc xa đưa về thương ngài tiếp lộc lộc ban tài. Thành thành giá phụ mệnh đến tôn quan đi phụ mệnh đến quỳ ra sát ni quỳ trừ tinh mời ông để âm mi dòng ngóng bay phượng nghi muôn Phật nó bỏ nghi sao xa tam bàn tiên lữ cung sớm khuya trọng nghi trực đức vua cha y bọc bà hoàng. Kim phục hoàng thần cận thánh chúa tiên trung vương. Sơ niệm dâng lên hôm nay sơ niệm dâng lên trình ban đời nhất chúa phê danh danh thì cho chúa trừ sinh đi. Chư phụ chư quý khang linh thọ trương về trò dương lãnh đôi đường. Dòng ngang hai quang thần cờ dư quang minh chứng hoa ban. Ngà tích tăng cũng giảng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương. Thank you.
các tiền bình. Chép biên sạch dành lành phê cho nhị tự trang gì. Tiền nhật công vì ngài, nhục nhật ngại vì đồng pháp nhất gì hoàn tục. Khỏe nhận chứng viên dùng, thần nhật như tiên nhật chiếu dí tài hoàng tộc. Quang minh pháp giới tội, vô sứ bất làm dùng. Quan giám sát ni tỷ nghi lạc sơn.
nghi dày nghinh nan nô là đều một thú nghi có nghi đẹp như vẽ
một chiến nhang Long Thành dâng một chiến nhang tớ về thai phủ các ban bác tòa thiên đình chúng đó riêng là vòng sơ dâng lên tượng lai và nà sơ dâng lên trình quan tam phủ chép biên dành dành phê cho nhị tự trang sinh quan dòng đan thập đại diện quan quan chứng ba màn ngã tích tăng cúng sàn kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trùng vương thank you.
dâng nước về thoại quốc một khi truyền quân đi lấy ngọc lưu ly cồn cồn dâng nước phép thời không ai đa rồi về đến đây xa ngự dòng lòng cân cân đài áo vào thâu dằm ba đồng tướng theo hầu vào tô vương phụ sau hầu mẫu vương xích đăng nặng hương khói cổ truyền
thập phương vòng mái lập đền ơn dân. Luận võ thuật mã hằng giảm xanh, so văn tài cùng kim mai đàn, xích đằng cho chi lành xa, uy danh quan lớn dậy vang khắp vùng. Tướng mãnh hổ uy hầu khác là hình dung long long bóng bóng cả dương dương, dâu rồng mà bắp phượng lạ thường, thượng đình phú quý chữ vương hiện đầu. Trong nghi tam cõi cửu châu phong bái, tiêu quan rồi đầu quốc thái dân nghe. Cho cháu rất rộng nhì, quyền quan đi đến nghĩa tứ hùng, dạy vang minh. Mùi đã tứ nghi bắc bắc nghi nhất kim phục hoàng thân cận thánh chú tiên trung vương. Văn sơ dâng lên thượng lai, văn là sơ dâng lên trình quan đệ tử chết đi, dành 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 để cho nhị tự trang sinh. Tin nhân thông di ngại nhục nhân hại phi tông pháp nhân di oan tụng huy nhân trực nhân dòng dung thần nhân đưa tiên nhật chữ sĩ tề hoàn hoàng đồng quang minh pháp giới nội vô sứ bất hàm dư. Bất lành
vĩnh vĩnh bảo ơi. Chúng ta chứng lễ sau là chứng tâm đồ cho đời 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 à.
Phép cứu dân quan trừ ta.
khiêng xin về mà chân đi, ai có tà thì quan chúng ta ra. Riêng ngài vẫn hàn chưa qua, kiều quan đề ngũ vẫn tan ngay. Con dốc lòng lòng ơn quán vạn bộ, hoặc ai mà nhầm lỗi chuyện tha, hay là cách cho sang nhà cầm cờ chỉ núi núi đà tan. Khi cầm quyền ngài còn đang tra sổ, hãy quan còn đôi số cho ai. Thiên sinh ý văn văn võ hồ tài, tôn quan lịch sự đáng trai bậc anh hùng. Đêm cùng ngày giữ việc thoại cung, đội lệnh kiểu trung tê độ sinh nhân niên. Ai người cầu nhân nhân đắp đắp nhân nhi, cầu phúc đặng phúc bản thân được điều hòa. Ông kiềm chi tam giới các tòa, lấy về sáng sướng ca điện tiền. Chữ thập biến là chữ thiên, độ cho đại tử thiên liên hòa. Một nguyện sáng phúc sự tay, đồng đồng gia đệ từ ai ai cũng thịnh cường. Nguyện thứ hai muôn ban trăm trăm đường, tiền tài lưu loát bạc vàng được để đai. Bốn nguyện cho phú quý sang giàu, lập làm nguyện mạnh mạnh khỏe sống lâu, nhờ ơn quan lớn phúc lâu giàu đầu. Sáu nguyện lai giang bán đến khuôn phù đệ tử lộng tiên vinh hoa. Bảy nguyện thì phúc đăng hà xa, bao nhiêu hàn ách tổng tổng xa hoài. Tam nguyện chờ tổng tổng phúc lai, gia chung tình vượng lộc lòng tài hoan hân nhi. Chín nguyện thành thành giáng lưu ân nhi, đồ cho đệ tử mười phân. Đồ cho đến nguyện thứ mười, con sau cháu mà đời đời hiền vinh nghiêm. Ông vì lại giang nên chung cùng phụ đệ tử long long thọ trường. Cầu thôi lại chờ xa đi, cứ tương bạch hồ lên chầu thượng nghi thiên. Thành thành sao